Sáng nay, nhiều người dân đã bất ngờ khi chứng kiến vòi rồng xuất hiện ở khu vực biển thuộc xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên vòi rồng xuất hiện tại khu vực này. Vòi rồng xuất hiện vào khoảng 7 giờ sáng sau cơn mưa và chỉ diễn ra trong khoảng 3 đến 4 phút trên biển rồi tan, không gây ra thiệt hại gì. Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi. Đây là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm bởi trên đường di chuyển nó có thể cuốn theo rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả là những nhà gạch xây không kiên cố.